Thưa quý vị, vào lúc 9 giờ đến 10 giờ sáng nay ngày 3 tháng 3, tại ba xã là Giào Sang, Tung Qua Lìn và Mù Sang, huyện Phong Thổ của tỉnh Lai Châu đã xảy ra trận mưa đá lớn chưa từng có, đá phủ một lớp dày lên đến cả gang tay. Những hòn đá to bằng nắm tay trút xuống trắng xóa khắp nơi như phủ một lớp tuyết trắng, cơ quan chức năng hiện chưa thống kê được thiệt hại. Trước đó, vào chiều tối 2 tháng 3 tại huyện Tân Uyên, mưa đá kèm theo dông lốc cũng đã khiến cho 200 hộ dân tại các xã Nậm Sỏ, Nậm Cần, thị trấn Tân Uyên bị thiệt hại nặng. Gần một nửa trong số các hộ này có nhà bị vỡ ngói từ 50% trở lên. Hàng trăm hecta chè qua màu của bà con bị ngập úng, dập nát, gãy ngọn, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Và ngoài Lai Châu thì các tỉnh khác như là Lào Cai, Yên Bái cũng chịu thiệt hại nặng do mưa đá và dông lốc, ghi nhận của phóng viên thời sự tại tỉnh Yên Bái. Tuyến đường Quang Trung thuộc các phường Minh Tân và Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vào rạng sáng ngày hôm nay, rất nhiều nhà dân cùng các nhà hàng, khách sạn bị mưa dông làm tốc mái. Nhiều công trình phụ như nhà bếp, nhà để xe bị đổ sập. Người dân cho biết nhiều năm nay mới chứng kiến trận dông lốc kèm mưa đá lớn như vậy. Bản thân tôi không biết được bởi vì là lúc ấy đóng cửa vào, nó nhanh lắm, nó chỉ khoảng một phút thôi. Nó thấy dầm là xong thôi. Ra lúc mở cửa ra thì nó tan hoang, thực ra cơn lốc nó không có nhanh. Nó chỉ khoảng 1-2 phút thôi nhưng mà nó tàn bạo. Chưa bao giờ có thế này đâu. Ra đây tôi ở đây bao nhiêu năm nhưng mà tôi ở đây cũng lâu rồi nhưng chưa thấy trận mưa nào to như hôm nay. Theo thống kê, trận mưa đá và dông lốc tối qua tại thành phố Yên Bái đã khiến 4 người bị thương, gần 3.000 ngôi nhà bị thiệt hại, 25 cột điện bị gãy đổ, nhiều công trình hạ tầng và phương tiện bị hư hỏng, hơn 200 cây xanh bị đổ gãy, 12 hecta cây lâm nghiệp tại huyện Yên Bình bị ảnh hưởng. Chỉ đạo các địa phương là khẩn trương thống kê cái thiệt hại về nhà cửa, về cây cối hoa màu để có cái chính sách hỗ trợ kịp thời, giúp người dân sớm khắc phục hậu quả để ổn định cái đời sống và sản xuất. Theo dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trong đêm nay và sáng mai tại các địa phương trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa rất to, người dân cần sớm chủ động, chuẩn bị để tránh thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.